Hello chú nha, nay chủ nhật cũng hơi chậm, hàng đi hơi chậm. 382 nè, hôm qua đi một con, bữa nay đi một con nữa ha. Rồi này là 026 nè. Đó, này Doma anh hôm qua đăng nè. Cái chú này thì cọc ha. Lần đầu thì chú cọc 1 triệu nha. Đó, bên con nhận cọc 500 tới 1 triệu, còn không tin tưởng khỏi mua ha. Đó, nói vậy luôn cho gọn, chứ qua mà lằng nhằng nhận cọc lừa đảo thì thôi luôn. Đó, bên con làm có sao nói vậy nha. Lần đầu giao dịch cọc, còn lần sau cứ thế địa chỉ đó mà gửi thôi. Tại vì mấy con là mấy xịn, không mấy đắt tiền chứ không phải mấy con máy rác. Không cọc nha, có cọc mới gửi hàng. Đây, sẵn tháo bô con 381 2014 thì cho mấy chú xem bê tông luôn ha. Đây. Siêu VIP ha. Bê tông nè. Vân ngang luôn ha. Rồi. Buổi tối quay nó không được nên sắc nét quá ha. Rồi. Con 381 này đời 2014 ha. Bữa hôm qua quay test nổ đó. Đó, ai ưng thì alo. Còn cây 2010 thì cũng bán rồi nha. Cây 2010 mà VIP cũng bán rồi. Đó. Máy 381 bên con bán ra nha. Bao riêng cho chú từng con ốc, bao cho chú cho thợ xem ha. Bao cho chú rút nè. Bao tất từng tật ha. Còn ai kêu xấu khỏi điện. Đời 2014 ha. Đây nè, cho mấy chú coi đít máy ha, đít máy là chữ tin còn luôn nha. À, nhìn cái là đít máy hơi bị ghiền ha, chữ tin đây là còn luôn nha. À, và mấy chú biết con này xài ít cỡ nào ha, tin nè. À, chữ tin là còn luôn, chưa bị chày luôn ha. Con này xài siêu ít luôn, xăng lớn nha. Có cọc mới đi hàng ha, những cọc 500 tới 1 triệu tiền chút thôi. Chuyển khoản đủ thì bao ship tặng cho lon nhớt hay thì của chính hãng của Hu ha. Rồi, chú ưng dòng nào thì cứ alo nha. Nó nhắc lại luôn, những con máy rẻ tiền hoặc là lam xích đồ không bao giờ ông ship COD ha. Chuyển khoản đủ được thì gửi. Rồi. Có cái mã vận đơn cho chú nha. Mấy chú lên app là nhập cái mã này để xem theo dõi đơn hàng của mình ha. Rồi, chú ưng cái con nào thì alo ha.